Xin kính chào tất cả quý vị. Xin chào tất cả các bạn đã quay lại với chương trình Hát cùng Tuấn Hưng. Thưa quý vị, đây là số thứ hai và bài hát thứ hai Hưng chọn đó chính là ca khúc một siêu phẩm của nhạc sĩ khác Việt. Các Việt, ca khúc được mang tên là Tìm lại bầu trời. Thưa quý vị, và sau đây chúng ta sẽ cùng phân tích nhá. Hãy cùng Hưng phân tích từng đoạn trong bài hát này để xem tại sao những ca từ những cái cách diễn tả từng cảm xúc của hưng đã chiếm được trái tim của người yêu nhạc của người hâm mộ rất là xa anh không vì giờ đây anh đã mất em rồi anh không vì giờ đây em đã xa thật rồi anh nhớ lời hẹn ước ta không xa rời mà giờ đây sao chỉ anh lẻ loi hững ừ, phải cắt lại cảm xúc ở đoạn này để chúng ta sẽ cùng phân tích một chút nhé Để xem là những câu hát trong bài hát này Hưng đã thể hiện cái cảm xúc của mình như thế nào Đầu tiên đó là hai cái chữ mà Hưng nhấn Đó là anh khóc vì giờ đây anh đã mất em rồi Anh khóc vì giờ đây em đã xa thật rồi Nó thể hiện một, một cái sự đau khổ của một người đàn ông khi chi tay của tình của mình và hưng chọn cái cách khóc nó nhẹ nhàng nó âm thầm thôi giấu ở bên trong ví dụ như là mình vẫn có thể hát là anh khóc vì giờ đây anh đã mất em rồi anh khóc vì giờ đây em đã xa thật rồi nó cũng tốt thôi cũng ok nhưng mà nếu như mình mình đặt tình cảm của mình và mình nhắm, nhắm mắt lại mình sẽ hát là anh khóc anh khóc hoặc nếu như mình chưa mình chưa dung được như vậy thì mình hát truyền hát nhẹ chứ khóc lại anh khóc anh khóc đấy còn nếu mình dung được thì mình sẽ hát là anh khóc anh khóc vì giờ đây anh đã mất em rồi thì tương tự như vậy Nếu bạn chưa dung được Thì bạn sẽ là Anh không Vì giờ đây anh đã mất em rồi Nó vuốt vào từng cái đuôi chữ Lập tức Cái cái câu mà bạn vừa hát ấy Nó sẽ trở nên Nhiều tình cảm hơn rất là nhiều Hai câu kế tiếp Thì anh nhớ Lời hẹn ước ta không xa rời Mà giờ đây Sao chỉ anh lẻ loi Nó giống như một Cái điều tiếc nuối Khi mình phải chia tay Một cuộc tình Và Mọi thứ đã đóng lại rồi Thôi thì Mình cũng đóng lại luôn Cái 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 việc mà Cuộc tình đấy nó như thế Trong bài hát này nhá Còn tùy vào tâm trạng của mỗi người là sau bài hát thì mọi người giới tính như thế nào. Nhưng trong bài hát này trong bài hát này cái cách mà nhạc sĩ các Việt viết là như vậy. À yêu đấy, thương đấy, đau đấy nhưng xong rồi thì chỉ là một nỗi nhớ thôi và phải, phải đóng nỗi nhớ đấy lại càng sớm càng tốt. Tức là anh nhớ lời hẹn ước ta không xa rời. Ok câu đấy thì có thể mình hát thế nào cũng được Nhưng câu sau kế tiếp này Mà giờ đây Sao chỉ anh lẻ loi Đấy Mà giờ đây Sao chỉ anh lẻ loi Cái cái chữ lẻ loi đấy Nó lại khiến cho người ta bắt buộc phải Phải nghe Phải đắm Đắm sâu vào cái 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 sự cô đơn đấy Bởi vì khi mà mình khép lại một cuộc tình ấy, thì mỗi người ở một nơi chắc chắn là sẽ sẽ buồn lắm và cái sự lẻ loi đấy thì ai là người đã từng yêu thì chúng ta sẽ hiểu mà giờ đây sao chỉ anh lẻ loi lẻ loi nó sẽ đau hơn đấy nếu như đối phương mà nghe được cái câu hát này của mình các bạn có tin như vậy không Câu tiếp theo nhé Cứ Cố gắng tại sao vẫn cứ xa vời Anh và em Dường như ta đã hết yêu nhau rồi Em hề nói Cho anh nghe đi hơi người yêu ơi Tại sao Giờ chúng ta lìa đôi Anh cứ Cố gắng tại sao vẫn cứ xa rời ôi đó là một điều mà khi chia tay người ta thường xuyên hay, hay nghĩ và hay tự dằn vặt mình là là tôi đã cố gắng hết sức để lưu giữ tình yêu này tôi đã cố gắng làm tất cả mọi thứ rồi mà tại sao vẫn cứ chia tay tại sao không không thể đến được với nhau nữa ai cũng đều đều hỏi mình những câu hỏi như thế sau khi tình yêu tan vỡ nhưng đến tận bây giờ chúng ta đã chứng kiến biết bao nhiêu cuộc tình tan vỡ rồi. Thì đều chưa bao giờ có được một câu trả lời. Yêu thì cũng không hiểu là tại sao yêu. Một chia tay cũng không hiểu là tại sao. Đã cố gắng như thế rồi mà vẫn chia tay. Vậy thì câu hát này, mình hát cần một chút tình cảm, quán trách bản thân. Anh cứ cố gắng tại sao vẫn cứ xa vời. Bạn cứ chỉ chỉ tay vào, vào chính mình tay trái cầm micro tay phải tự chỉ tay vào mình anh cứ cố gắng tại sao vẫn cứ xa vời tự khắc nhá bạn chỉ thấy có một cái luồng sinh khí nó đang chạy từ tay của bạn nó chạy vòng 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 bạn không tin bạn thử làm giống gương xem tự chỉ tay vào mình và hát câu đấy tự dưng mình cảm thấy là mình đang nói chuyện với chính mình đấy em hãy nói cho anh nghe đi hơi người Yêu ơi, tại sao giờ chúng ta lìa đôi? Tiếp tục là một câu hỏi của mình dành cho cái cái không gian mà chỉ có mình thôi. Lúc đó bạn có thể nếu bạn đứng ở sân khấu, bạn nhìn thẳng lên trời. Em may nói, cho anh nghe đi người yêu ơi. Tại sao giờ chúng ta lìa đôi? Chúng tôi chỉ biết hỏi ông trời thôi. Còn mình đang đứng ở trong nhà, mình hát karaoke. Mình nhìn thẳng lên trần nhà. Mình nhìn thẳng lên trần nhà nhé. Và mình hát. Tại sao giờ chúng ta lìa đôi? Câu hát này trước khi các bạn hát hãy nhìn bên cạnh xem có bà xã đứng ở bên cạnh hay không hay mình đang ngồi ở karaoke hạn cô đang đi cùng với với bạn gái hay không đó tùy từng cái khung cảnh nhá mình trình diễn và mình xử lý cái tâm trạng của mình cho câu hát này nhá đối với những người mà có thể có được không gian trình diễn nó rộng giống như là một cái sân khấu ngoài trời hát đúng câu này nhìn thẳng lên trời Em hay nói cho anh nghe đi hỡi người yêu với Tại sao giờ chúng ta lìa đôi Ok ngay Được chưa nào Câu kế tiếp ạ Tại anh đã vô tâm mai Tại anh không quan tâm em người ngày. Thì giờ đây khi lời anh nói Em không tin anh nữa vậy Trong tình yêu Đôi lúc ta hay giận hờn anh biết nhưng anh thấy giờ em không còn yêu anh bắt đầu vào đến điệp khúc bao giờ cũng thế khi các bạn nghe Tuấn Lưng uh, thu âm và hát bất cứ một bài hát nào thì vào đến phần điệp khúc sẽ là phần mà Hưng đặt nhiều tâm huyết bởi đấy là cao trào cũng như là cái phần mà diễn biến chính của một câu chuyện. ở đây nhạc sĩ các Việt đã viết rất là rõ tại anh vô tâm hay là tại không quan tại xin lỗi ở đây nhà sĩ các Việt đã nói rất rõ tại anh đã vô tâm hay tại anh không quan tâm em mỗi ngày trong tình yêu ngày nào mình cũng quan tâm, cũng yêu thương. Thế dù một ngày mình không quan tâm, không yêu thương, đó cũng lại là một cái tội. Thế thì tình yêu mà, đâu phải lúc nào chúng ta, những người đàn ông, cũng có thể giải hết tâm huyết của mình cho người bạn gái, cho người vợ của mình đâu. Những người phụ nữ thực sự nếu yêu thương chúng ta và trân trọng cho tình yêu mà chúng ta dành cho họ. Thì họ sẽ biết thông cảm. Chứ không như câu hát ở trong đây của nhà sĩ Các Việt. Để giờ đây. Khi lời anh nói. Em không tin anh nữa vậy. Cái tầm mà đã chia tay rồi. Cái tầm mà đã. Không còn muốn nghe nữa rồi. Thì. Xin lỗi. Đừng nói gì đến chuyện tình yêu. Đừng nói gì đến chuyện tin. Không là không. Thôi luôn. Không có nó nói chỉ là chuyện mà quan tâm hay là tin yêu gì nữa đấy phụ nữ luôn là như vậy khi họ đã không muốn yêu nữa muốn chấm dứt rồi thì đàn ông có nói cái gì đi chăng nữa thì tất cả mọi điều chỉ là vô nghĩa mà thôi <laughs> trong tình yêu đôi lúc ta hay giận hờn anh biết nhưng anh thấy giờ em không còn yêu anh đương nhiên rồi yêu nhau giận nhau là chuyện bình thường trong tình yêu lúc giận lúc hờn là chuyện bình thường lúc vô tâm hay là quan tâm ít một chút cũng không sao nhưng cái tầm mà đã không còn yêu muốn yêu nữa thì nói cái gì thì cũng xin lỗi bye bye anh yêu nhá yeah. chắc chắn là như thế cho nên cái sự gọi là nghiệt ngã của tình yêu cái đoạn này được hưng Diễn tả nó một cách cực kỳ là nhiều cảm xúc. Tại anh đã vô tâm hay tại anh không quan tâm em mỗi ngày Để giờ đây khi lời anh nói em không tin anh nữa vậy Trong tình yêu đôi lúc ta hay giận hờn anh biết Nhưng anh thấy giờ em không còn yêu anh Điệp phúc sau này mình sẽ hát theo đúng kiểu là bây giờ ok bây giờ không còn gì nữa tầm này không còn cái gì nữa rồi vậy thôi anh cho em đi về nơi em chưa bắt đầu nơi mà em khi chưa quen anh anh thấy em vui hơn nhiều anh xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời của em nhưng có người sẽ cho em lại một bầu trời vẫn là một cái gì đó nó 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 hơi bị cay vì cuộc tình tan vỡ nhưng mà mình đoạn này là cái đoạn mà vẫn xen vào đấy một cái cảm xúc ok chia tay chia tay được và anh sẽ nói cho em biết rằng là có thể em không yêu anh nữa nhưng chưa chắc em cái người mà em lựa chọn tiếp theo sẽ mang lại tình yêu nhiều như anh mang lại cho em em nhớ đấy em nghe em hát câu này đây này Ví dụ thế vậy thôi anh cho em đi về nơi em chưa bắt đầu nơi mà em khi chưa quen anh anh thấy em vui hơn nhiều anh xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời của em nhưng con người sẽ cho em lại một bầu trời. đấy, đấy chính là cái cách mà hưng đã đã xử lý bài hát tìm lại bầu trời của nhạc sĩ các Việt. nó đủ những cái cái sắc thái hình thành trong một ca khúc và cái điều mà chúng ta nhận bài hát đó nó giống như là chúng ta đang nhận một cái, cái thư viết về tình yêu của người của người nhạc sĩ. Cái mà chúng ta đang nhận một cái bài hát của nhạc sĩ giống như là một cái lá thư viết về tình yêu ấy. Và ở đó có rất nhiều những cung bậc cảm xúc mà chúng ta cần phải thể hiện bằng giọng hát, cảm nhận bằng trái tim. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi ờ uh, bài tập hát số 2 hát cùng Tuấn Hưng với ca khúc Tìm lại bầu trời. Và nếu như mọi người yêu thích, xin hãy follow, hãy nhấn vào nút subscribe nhiều hơn để Hưng có nhiều hơn động lực tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm của mình đang có. Biết đâu, một lúc nào đó chúng ta sẽ cùng gặp nhau trên một sân khấu và chúng ta sẽ cùng hát song ca với nhau những ca khúc mà Hưng đã chia sẻ với tất cả các bạn. Xin cảm ơn rất nhiều. thank you